Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: vợ con của người bị Tuấn Khỉ bắn chết rất cần sự giúp đỡ, khi đến nay gia đình Tuấn Khỉ chưa một lời thăm hỏi. Vợ anh Vũ Chí Tâm, sinh năm 1980, người đã nghi bị Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ bắn chết, hiện chưa có làm việc, một mình phải nuôi hai con còn thơ dại, trong khi cả gia đình bên vợ bên chồng đều khó khăn. Như sau nhiều ngày xác minh, chúng tôi đã tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Minh, phường Tam Bình, quận Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi làm việc của anh Vũ Chí Tâm, người bị bắn chết và bị cướp xe gắn máy vào rạng sáng ngày 30 tháng 1 tại huyện Củ Chi. Hung thủ được nghi là Tuấn Khỉ gây ra trong đêm trên đường trốn truy bắt của công an sau khi bắn chết 4 người trước đó vào chiều ngày 29 tháng 1. Ông Vũ Đức An, cán bộ quản lý đội xe lãnh đạo trực tiếp của anh Tâm cho biết, anh Tâm làm ở đây đã được khoảng 6 năm, rất hiền lành, chưa từng va chạm gì với ai cả. Phân công việc gì thì cũng làm. Nhà anh Tâm ở gần đây, cả nhà bố mẹ đẻ và gia đình riêng đều rất khó khăn. Nói rồi, anh An dẫn tôi vào nhà bà Nguyễn Thị Hiền là mẹ đẻ của anh Tâm, nằm trong con hẻm khá ngoằn ngoèo, cách công ty không có xa. Nén xúc động khi có người khơi lại nỗi đau mất con, bà Hiền cho biết, anh Tâm là con thứ ba trong gia đình. Năm 2009, anh Tâm lấy vợ, có hai con, hoàn cảnh gia đình riêng của anh Tâm cũng chẳng khá giả gì. Bản thân bà Hiền năm nay đã 64 tuổi, nhưng gia cảnh khó khăn, hàng ngày vẫn phải đi vụ giúp con gái là chị của anh Tâm bán quán cơm bình dân. Hàng tháng, anh Tâm vẫn bớt chút tiền lương để cho tôi, để phụ cơm nước thuốc men, giờ nó mất rồi. Thương nhất là vợ nó quá phụ, hai con còn thơ dại, chẳng biết nương tựa vào đâu. Khi nó mất, công ty nơi làm việc có giúp cho 20 triệu đồng để lo lễ tang. Huyện Củ Chi và công an thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi cũng hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Bà Hiền nói rồi lặng đi. Dường như bà không còn nước mắt để khóc cho cái chết đầy thương tâm của đứa con trai mình. Chiều tối, chúng tôi đã đến căn nhà của vợ con anh Tâm ở trong hẻm nhỏ ngay cạnh cầu ngang phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Căn nhà nhỏ chừng 10 m2, trong hẻm chật chội, nhiều chỗ người dân tự nâng cao nền đường để tránh nước ngập, khiến người đi đường càng khó đi hơn nữa. Không khí nặng nề bởi căn nhà vốn đã nhỏ, nay lại có thêm bàn thờ anh Tâm đặt ngay phía cửa. Phải mất khá lâu, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung là vợ của anh Tâm mới lấy lại bình tĩnh chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình. Chị Nhung kể, vợ chồng lấy nhau từ cuối năm 2009, anh Tâm lái xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Minh, lương khoảng 8 triệu đồng một tháng. Hàng tháng anh Tâm đưa cho vợ 5 triệu đồng để lo cho gia đình. Còn chị sau khi sinh con thứ hai vào năm 2017, được một năm thì nghỉ ở nhà trông hai con. Anh Tâm thương con lắm, chỉ lo cho con còn nhỏ, đi nhà trẻ không được chăm sóc chu đáo, nên dù gia cảnh khó khăn, anh vẫn nói tôi ở nhà chăm con đi. Chúng tôi dự định sau Tết khi cháu được 3 tuổi sẽ gửi con và tôi sẽ đi làm. Giờ thì anh ấy mất rồi, không còn thấy được con bé sẽ đi học như thế nào nữa. Chị Nhung nghẹn ngào trong nước mắt. Chị Nhung nhắc lại đêm định mệnh của chồng. Hôm ấy anh Tâm rủ tôi lên nhà họ hàng ở huyện Củ Chi để chúc Tết, nhưng vì mệt tôi không đi nên anh ấy mới đi một mình. Hơn 1 giờ sáng tôi được công an gọi điện nói chồng tôi đã chết. Mấy hôm nay con trai tôi 10 tuổi học lớp 4 cứ nằm mơ thấy bố về đứng trước cổng trường chờ đón con. Giật mình tỉnh dậy, cháu bé chạy xuống ôm mẹ, hai mẹ con cùng khóc. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết căn nhà nhỏ của anh chị được xây trên phần đất của bà cố chị Nhung cho mượn. Tiền xây nhà là 180 triệu đồng từ nguồn tiền đền bù của nhà nước giải tỏa để xây bờ kè rạch cầu ngang từ mấy năm trước. Gia đình bên vợ anh Tâm cũng rất khó khăn, hàng ngày mẹ vợ anh Tâm vẫn phải đi phụ bán hàng. Kể từ khi anh Tâm chết, mẹ vợ anh cũng phải nghỉ ở nhà để đỡ đần tinh thần cho con gái và các cháu ngoại. Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung xin gửi về quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng ở số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại là 024-3923-2748, hoặc chuyển khoản về quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng số tài khoản 113-00-00-00-758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàng Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại Vietinbank số tài khoản 1
0929001524, ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội 0021000303088, hoặc liên hệ với chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, nhà ở số 60 đường 40 khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, theo số điện thoại của chị là 0784147207. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là gia đình tính khỉ gây ra như vậy, nhưng mà không có ai đến động viên hay thăm hỏi một tiếng nào. Các bạn có thấy như vậy là như thế nào đó? Rồi sau này sẽ như thế nào nữa? Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết và cùng nhau chia buồn về chị. Rồi, cảm ơn các bạn.